Nè Tiểu Bảo à, bấm phím nào có thể phóng lớn vậy? Chỗ này hả? Dám sai em làm gì? Nè mời em uống nước ngọt. Chính là hắn rồi. Đã nói là em giỏi mà, thấy chưa? Ê, làm gì vậy? Sao nhộn nhịp quá vậy? Thì ra tên khôn lỗi này có giao dịch với tên bảo hiểm đó. Ai vậy? Tên nham nhở này sao? Tên lưu manh này sao? Anh biết hắn? Từng gặp qua hay sao? Thật ra cũng không có khẳng định cho lắm. Tôi cứ gặp thấy hắn có vẻ quen lắm. Không biết đã gặp ở đâu. Cũng có thể là nhớ nhầm thôi. Quy à, cậu đang tìm tên này sao? Hắn bị tội gì vậy? Hỏi nhiều quá làm gì, hỏi cung sao? Ra ngoài giùm tôi đi, đi đi. Má cũng vậy đó, người dư thừa. Má là người dư thừa. Tại nó ra ngoài đi, bye bye. Người dư thừa, nói anh đó. Có vẻ như gã bảo hiểm đó không hề nói dối. Khoan đã, tôi lại phía trước một chút. Ngừng. Phóng lớn hơn. Khôn lỗi, hắn cũng có mặt ở hiện trường sao? Lại là hắn. Tên này có vẻ đi theo Mai Si, chắc chắn có làm gì đó. Em nghe lệnh nói theo dõi đám khốn Cao Phong Minh. Tối qua chúng lên tầng 2 khu C. Không bao lâu thì Cao Phong Minh ra về. Tên đó vẫn còn ở trên. Chắc chắn tên khốn đó có tật giật mình nên mới lẩn trốn không có dám ra ngoài. Quy gia, hay là em lên trển theo dõi nha. Đừng bất dây động rừng, ngồi đây định trước đi. Còn có phải tên khốn đó không dám ló dạng không? Ồ, tên Cao Phỏng Minh này, tưởng đâu lấy tên của Rocky ra thì có thể giật nợ của tôi. Nó tưởng tôi dễ dọa lắm. Trước giờ La Quy này không có món nợ nào mà không có đòi được đâu. À, nhưng mà Quy gia, tên khốn trên đó liên quan gì tới món nợ? Tên khốn trên đó tên khôn lõi. Tôi biết Quy Mặt Xanh đang tìm hắn. Bây giờ quan trọng nhất là điều tra rõ hắn bị tội gì. Dù hắn gây ra nghiêm trọng cỡ nào, vậy thì chúng ta có thể nắm ngay điểm đó, đang điều kiện với đám Rocky. Có hiểu chưa? Quyết định vậy đi. Hướng 3 giờ. Không phải. Hướng 6 giờ rưỡi. Không phải chứ. Làm cái gì vậy? 6 giờ rưỡi ở đằng sau kìa. Nhìn cái gì? Không phải. Ê, nè. Cơ hội tới rồi. Cô ta chứng minh tên đó còn ở trở đây không, làm việc đi. Nghe rõ. Nè, tôi có gọi thức ăn, có phải hai si trên đó không? Phải thì sao? Hay lắm, đưa tôi đi, của tôi đó. Nè, tôi làm sao biết có phải anh gọi thức ăn hay không đây? Đưa tôi thì đưa tôi đi, kêu đưa thì đưa đi, nè tiền nè. $100 đó không cần thối đâu, đi. À, cảm ơn nhiều nha. Chào, giao thức ăn, bún xào Singapore, nguyên lạnh đúng không? Đây của anh. Không cần thối, cảm ơn nhiều. Quy Mặt Xanh, trong đó của cậu và Tiểu Bảo đang làm cái gì vậy? Lấy chút thông tin thôi, trả rồi. Sao hả? Coi hết rồi, không có phát hiện mới. Anh lấy bản copy của Lưu Tiểu Bảo đi, tôi tới sở cảnh sát trước. Được. Madam, gọi sao đây? Đoàn Minh Hoàng, cậu nhờ loại cảnh sát này giúp đỡ hao hơi lắm, vô dụng lắm. Muốn tìm người chuyên nghiệp giống như tôi nè. Vấn đề gì cũng có thể giải quyết giùm cậu. Chào ông làm nghề gì, chuyên nghiệp vậy? Quá khen rồi. Tôi chuyên giúp người ta giải quyết những vấn đề tài chính rắc rối, bao thu nợ xấu. Đây là danh thiếp của tôi, xin chỉ dạy thêm. Bao thu nợ xấu tức là công ty đòi nợ. Tôi không có vấn đề về tài chính, cảm ơn nhiều. Còn anh, nếu gặp vấn đề tài chính thì người ta làm phiền, đừng nhờ những người phi pháp này, nên nhờ cảnh sát giúp đỡ. Ê, Madam, đừng có nói khó nghe như vậy mà. Người phi pháp tức là sao chứ? Tôi là thương nhân đàng hoàng đó, tôi có giấy phép mở cửa kinh doanh đàng hoàng.
Nhiều cái gọi là thương nhân đàng hoàng sau lưng đều làm những chuyện mờ ám, nhất là nghề của ông. Tự mình hiểu đi. Cô nói dễ nghe một chút có được hay không vậy? Thế nào là chuyện mờ ám chứ? Hả? Thế gian này cũng có dụng xám mà. Đừng nói chuyện đó với tôi. Sao không ăn trưa luôn đi mà đam? Anh nói bớt một câu được không? Wow, sao Madame bây giờ đánh đá quá vậy? Lão quỷ à, qua bệnh mở bàn cho ảnh đi. Nghe rõ. Không cần, tôi về phòng mình. Tiểu Bảo, đang dựng phim sao? Liên quan gì đến ông chứ, tới đây làm gì? Bà tới ăn trưa. Ăn trưa đương nhiên tới phòng quyết của bà rồi. Phải. Tiểu Bảo à, ăn chung nha. Ông mời thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Ba mời, con để mặt, giá nào ba cũng mời hết. Nè quý gia, đây là trà phổ nhĩ, tôi đã dùng loại trà thượng hạng để pha. Bản thân tôi cũng không đành lòng uống đó. Lão quỷ, coi như anh biết điều đó. Đây, thử đi. Ngửi cái đã. Thử đi. Thơm quá ha. Ngon lắm, nè Tiểu Bảo, nè, con cũng thử đi. Không cần đâu, chỉ có lão già như các người mới thích phổ nhĩ thôi. Thanh niên như chúng tôi không thích những thứ này đâu ha. Hả, sức quy? Cô còn phải chuyển thêm bao lâu nữa? Khoảng mười mấy phút. Vậy tôi ra ngoài chờ cô nha. Nói gì thì nói, có phải tìm được tên khôn lõi đó thì có thể phá án không? Hắn là nhân vật mấu chốt đó. Nghe xong thì bỏ qua nha. Tôi biết một người biết rõ nên đi đâu mới có thể moi được tên khôn lõi đó ra. Ai vậy? Là thật hay giả gì? Ổng mới moi tin tôi. Tôi thì lanh lắm, moi ngược lại ổng. Nhưng lão ta kín tiếng lắm, nhất định không chịu nói. Anh Quy, thật ra có phải anh biết tên tội phạm đó đang ở đâu không? Sao tôi phải nói cho cậu biết? Tôi với cậu thân lắm hả? Chuyện với tôi và anh đã qua lâu rồi. Anh không cần lúc nào cũng treo cửa miệng như vậy. Có nhiều chuyện đúng là không cần thiết. Năm xưa tôi không cần thiết nhận cậu làm đàn em, không cần thiết tin cậu là anh em của tôi, càng không cần thiết bị tên tay trong này bán đứng tôi. Năm xưa thân phận của tôi dành là đối lập nhau, tôi không hề bán đứng cậu. Quỳ, cậu đừng có dở giọng đó với tôi. Tóm là tôi không nói cho các người biết tin tức của khôn lõi đâu, cũng sẽ không vì mấy câu nói này thay đổi quan hệ của chúng ta. Chúng ta đừng phí thời gian nữa.